Tử vi tuổi Canh Thân năm 2022, Nam Mạng 1980, tuổi âm lịch 43 tuổi, sao, kế đô chiếu mệnh Mạng, Mộc gặp mệnh Kim, tương khắc thiên can tuổi, canh gặp năm nhâm là tương sinh, rất tốt. Tử vi tuổi Canh Thân 2022, Nữ Mạng 1980, thông tin gia chủ tuổi Canh Thân 1980 Nam Mạng, người tuổi Canh Thân cầm tinh con khỉ, có ngày sinh dương lịch trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 1 năm 1980 đến ngày 4 tháng 2 năm 1981. Với thiên can canh, địa chi thân, mang ý nghĩa thực quả chi hầu, khỉ ăn hoa quả, ngũ hành, mộc, thạch lựu mộc, gỗ cây lựu đá, tương sinh, thủy, tương khắc, kim. Cung mệnh Nam Mạng, cung khôn, Nam Mạng tuổi Canh Thân sinh năm 1980 có đặc điểm tính cách nổi bật là nhanh nhẹn, hoạt bát trong cả tư duy lẫn hành động. Với bản tính ham học hỏi, họ có vốn kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Về năm 2022, xét theo lịch âm, năm 2022 ứng với năm nhâm dần, tức là năm con hổ. Ngũ hành nạp âm của năm 2022 là mệnh kim, bạch lạp kim, vàng pha bạc. Số mệnh của Nam Mạng tuổi Canh Thân trong năm 2022 liệu có nhiều may mắn, hạnh phúc hay không? Để dự đoán điều này, phải xét đến nhiều yếu tố, can chi. Ngũ hành bản mệnh, sao chiếu mệnh, hạn tuổi. Ngũ hành bản mệnh tuổi Canh Thân 1980 thuộc mộc, tương khắc với năm nhâm dần 2022. Bên cạnh đó, địa chi thân nằm trong mối quan hệ lục xung với dần, kém may mắn. Tuy nhiên lại có sự hòa hợp về thiên can vì canh tương sinh với nhâm. Như vậy, trong năm 2022 bản mệnh sẽ có một vài khó khăn nhưng vẫn dễ dàng vượt qua được nếu kiên nhẫn, nỗ lực. Trong năm 2022, cuộc sống của người nam tuổi Canh Thân bị ảnh hưởng bởi sao kế đô, nên có thể sẽ gặp chuyện không như ý về tình cảm, sức khỏe, tiền bạc. Có nhiều cách để hóa giải vận hạn của hung tinh này. Nhưng quan trọng nhất là bản mệnh phải có tinh thần vững chắc, ý chí kiên cường. Diễn biến tử vi 2022 tuổi Canh Thân Nam Mạng trên các phương diện. 1. Công việc, sự nghiệp. Vận trình sự nghiệp của Nam Mạng tuổi Canh Thân trong năm 2022 nhâm dần không quá thuận lợi, nhưng cũng không có biến động lớn. Tuy rằng bản mệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi với những rắc rối bất ngờ, nhưng chỉ cần chăm chỉ thì vẫn có thể đạt được thành tựu nhỏ trong công việc. Nhờ có trí thông minh, óc tư duy linh hoạt, bản mệnh có thể nhanh chóng tìm được cách giải quyết trong mọi vấn đề. Để đạt được những dự định trong công việc vào năm nay, bản mệnh sẽ phải bỏ ra nhiều công sức, thời gian, sự kiên nhẫn. Những nỗ lực không ngừng sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Sau mỗi lần thất bại, phải nhanh chóng vực dậy tinh thần để tiếp tục tiến bước đến thành công phía trước. Những thử thách này không chỉ giúp bản mệnh tôi luyện tinh thần, ý chí mà còn mang đến nhiều bài học quý giá. Sự kiên cường và những kinh nghiệm xương máu sẽ giúp bản thân phát triển lên một tầm cao mới. Nếu có dự định hợp tác làm ăn, khai trương cửa hàng vào năm 2022 thì nên xem ngày tốt trước khi tiến hành. 2. Tài chính. Trong năm 2022, tài vận của người nam tuổi Canh Thân tương đối ổn định. Nếu làm việc chăm chỉ, bản mệnh sẽ có tiền bạc dư dả. Người tuổi này có bản tính thích ăn ngon mặc đẹp nên sẽ không tiếc tiền mua sắm cho bản thân. Để tránh hao hụt tiền của quá nhanh, quý bạn phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn. Năm nay không phải là thời điểm tốt để bản mệnh đưa ra những quyết định mạo hiểm trong đầu tư tiền bạc. Bên cạnh đó, cũng không nên tùy tiện cho người khác vay mượn quá nhiều tiền. Nên cẩn trọng trong các mối giao dịch lớn với đối tác làm ăn. 3. Tình duyên, gia đạo, phương diện tình cảm không có nhiều sóng gió, tương đối êm đềm. Cuộc sống gia đình của Nam Mạng tuổi Canh Thân trong năm 2022 khá đầm ấm, an vui. Vợ chồng hòa hợp, luôn cố gắng vun vén cho hạnh phúc hôn nhân. Tuy bận rộn với công việc, bản mệnh vẫn nên dành chút thời gian cho gia đình. Sự chia sẻ, thấu hiểu sẽ giúp bản mệnh hóa giải được khúc mắc trong mối quan hệ với người bạn đời. Khi xảy ra mâu thuẫn, không nên tranh cãi kịch liệt mà hãy nhường nhịn, cư xử điềm đạm với đối phương. 4. Sức khỏe, bước sang tuổi trung niên, sức khỏe của người nam tuổi Canh Thân 1980 có thể sẽ gặp phải một vài vấn đề. Chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Cần hạn chế sử dụng các chất có hại với sức khỏe như thuốc lá, rượu bia. Thường xuyên làm việc quá sức sẽ khiến tinh thần uể oải, cơ thể dễ bị mắc bệnh. Bản mệnh cần thời gian nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe dẻo dai.
xem sao hạng Nam Mạng 1980 trong năm 2022. 1. Sao chiếu mạng, vào năm Nhâm Dần 2022, Nam Mạng tuổi Canh Thân chịu sự ảnh hưởng của sao Kế Đô. Đây được coi là một hung tinh trong hệ thống cửu diệu, thường mang đến những xui xẻo về tiền bạc, sức khỏe và tình cảm. Khi gặp phải rắc rối, bản mệnh không nên quá lo lắng, chán nản, sa sút tinh thần. Chỉ cần kiên định, giữ vững tinh thần thì vẫn có thể hóa hung thành cát. Trước khi bắt đầu những việc trọng đại, cần phải có kế hoạch cẩn thận thì mới có thể hạn chế được thất bại. Không nên ham cái lợi trước mắt mà mang tiền bạc đi đầu tư bừa bãi. Thêm vào đó, cần sinh hoạt điều độ để giữ gìn sức khỏe. 2. Hạn tuổi, năm 2022, tuổi âm lịch của Nam Mạng sinh năm 1980 là 43 tuổi, rơi vào hạn địa võng. Người gặp phải hạn này có thể gặp phải chuyện buồn phiền trong cuộc sống gia đình, công việc làm ăn, tài chính. Nếu cố gắng chia sẻ tâm sự với các thành viên trong gia đình, thì sẽ tránh được những hiểu lầm không đáng có. Cần phải tìm hiểu kỹ đối tác làm ăn trước khi thực hiện giao dịch lớn về tiền bạc. Mọi sự hợp tác đều cần phải có giấy tờ hợp pháp đi kèm. Để giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo, hãy nghỉ ngơi thường xuyên và thực hiện một số biện pháp thư giãn như ngâm chân, thiền định, đi dạo. 3. Tứ trụ, thiên sinh, địa tam tai, dự báo khó khăn, bất lợi trong sự nghiệp và tài chính. Vậy nên, quý bạn cần chuẩn bị tinh thần đương đầu với những sóng gió để giúp công việc luôn ổn định, tiền bạc sung túc. 4. Vận niên, dương thảo ngạn, dê về suối, báo hiệu một năm như ý, cuộc sống viên mãn, sự nghiệp công thành danh toại. Tuy nhiên sau khi thành công thì đừng vội đắc ý mà nên giữ thái độ khiêm tốn, hòa nhã. 5. Màu hợp tuổi, màu sắc có thể cải thiện vận may của tuổi Canh Thân Nam Mạng. Màu sắc hợp mệnh sẽ giúp phong thủy tốt hơn, mọi chuyện trong cuộc sống cũng thêm thuận lợi. Màu hợp tuổi Canh Thân 1980 nên dùng trong năm nay là xanh lá cây, đen, xanh nước biển. 6. Hướng xuất hành, Nam Mạng tuổi Canh Thân 1980 thuộc cung Khôn, Tây tứ mệnh. Khi xuất hành nên chọn các hướng sau: Đông Bắc, Sinh khí, Tây Bắc, Diên niên, Tây, Thiên y, Tây Nam, Phục vị. 7. Hóa giải sao hạn, nhằm xua bớt đi những điều xui xẻo do sao Kế Đô gây ra trong năm 2022, người Nam tuổi Canh Thân có thể thực hiện lễ cúng sao giải hạn. Điều quan trọng nhất khi làm lễ cúng là thể hiện sự thành tâm, kính cẩn, không cần thiết phải xa hoa lãng phí, theo quan niệm của Phật giáo. Người sống lương thiện, thường xuyên tu tâm tích đức sẽ gặp nhiều may mắn, tránh được vận hạn. Nếu năng làm việc thiện, đối xử hòa ái với mọi người xung quanh, tự khắc hung họa sẽ được hóa giải, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. 8. Vật phẩm phong thủy, trong năm 2022 để ngăn chặn những vận xui rủi cuốn thân, quý vị nên sử dụng vòng tay đá phong thủy hoặc đeo Phật bản mệnh. Những vật phẩm này có tác dụng cải thiện vận khí cho chủ nhân, gia tăng sự may mắn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Tuổi Canh Thân 1980 được Phật Như Lai Đại Nhật hộ mệnh. Mang mặt Phật bản mệnh Như Lai Đại Nhật bên mình tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Tuổi Canh Thân 1980 mệnh mộc nên chọn mặt Phật làm từ đá thạch anh xanh, hành mộc là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn mặt Phật đá núi lửa đen, hành thủy, bởi vì thủy sinh mộc cũng rất tốt cho bản mệnh. Diễn biến theo tháng trong năm 2022, tháng 1, đầu năm, quý bạn có nhiều thời gian tận hưởng hạnh phúc bên những người thân trong gia đình. Tháng 2, chăm chỉ, cố gắng làm việc thì tiền tài sẽ dồi dào, sung túc. Tránh tiêu xài hoang phí nếu không sẽ dễ bị túng thiếu. Tháng 3, cuộc sống an vui, suôn sẻ. Nhờ nỗ lực, bản mệnh gặt hái được một số thành tựu trong sự nghiệp. Tháng 4, gia đình hạnh phúc, an vui. Có thể nhận được tin vui về tiền bạc, sức khỏe. Tháng 5, không nên vội vã đưa ra quyết định quan trọng trong công việc. Khi làm việc trọng đại phải có kế hoạch tỉ mỉ. Tháng 6, đề phòng một số vấn đề về sức khỏe. Hạn chế thức đêm, uống rượu bia, hút thuốc lá quá nhiều. Tháng 7, vận khí của quý bạn trong tháng này khá tốt, nếu tiến hành công việc thì dễ có được thành quả như ý. Tháng 8, gặp nhiều may mắn, tiền tài dư dả, cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tháng 9, mọi chuyện thuận lợi, không có nhiều sóng gió. Tháng 10, giữ cho tinh thần luôn an nhiên, điềm tĩnh thì cuộc sống bình an, vui vẻ. Tháng 11, hạn chế cho người khác vay mượn số tiền lớn, cẩn trọng trong các giao dịch làm ăn. Tháng 12,
cố gắng ăn uống lành mạnh, sinh hoạt điều độ để giữ gìn sức khỏe.